Đây 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 đây. Đó. Bấm mới có hai cái luôn vậy luôn hả? Bấm mà được rồi. Được không? Rồi tiếp tục. Anh Hưng. Thôi dùng bi ekip đi ha, bi ekip vô chung ha. Thế là mọi người sẽ được nghe một cái giọng rất hay. Bị bóng hay gì không? Xin chào biết một số biết. Muốn ăn đòn lắm, muốn tát lắm. Ừ? Muốn ăn tát lắm. Sao anh tát? Bí mật vi biết chứ. À, nó một em bị điên á. Xin lỗi anh. Xin chào bí mật vi biết. Là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Thế hôm nay có phải tiết chế lại hình ảnh không? Dạ không, hôm nay em vẫn vậy mà. Em rất là unisex. À. Nhưng mà bên bí mật vi biết là mọi người sẽ thích Adam với cả hình ảnh Manly. Manly hả? Manly thì cho em hẹn event kế tiếp em sẽ làm đàn ông hẳn luôn. À. Em sẽ dễ râu. Muốn nói gì với cả khán giả của bí mật vi biết này? Khán giả ơi, chắc là trong clip thì hai này cũng sẽ không không ngắn đâu. Hy vọng là bí mật vi biết sẽ ưu ái Adam, cho Adam thêm mấy đoạn nữa. Nhưng mà đầu tiên thì Adam xin chúc mọi người sức khỏe nè. Mọi người sẽ luôn luôn may mắn và Tết đến rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tranh thủ để quay quần cùng với gia đình thật là hạnh phúc nha. Và mọi người đừng quên về nhà rồi, về quê rồi nhớ bật YouTube để xem bộ phim Tô An Ký của Adam cùng với ekip để ủng hộ cho Adam lấy tinh thần nha. Nhưng mà tại sao mà khán giả lại phải xem Tô An Ký mà không phải là các web drama khác? Không phải là mọi người không được xem những phim khác đâu mọi người. Mọi người cứ xem phim khác đi. Và mọi người hãy đừng quên xem thêm cái phim Tô An Ký. Để tại vì bộ phim này thực sự là cũng đáng đồng tiền lắm. Adam đã đầu tư từ tháng 2 đến giờ rồi. Mong mọi người sẽ bỏ ra dành chút thời gian để xem thử coi nó làm sao. Rồi nếu mà ok thì mọi người hãy vào comment cho Adam để Adam rút kinh nghiệm để dựng những tập sau tốt hơn. Nhưng mà có đặc điểm gì đáng chú ý trong Tô An Ký khác biệt với các bộ phim khác? Em không dám chắc đây là một bộ phim web drama không xương không đầu tiên của Việt Nam. Nhưng mà nếu mà về độ chỉnh chu thì em hy vọng đây sẽ là sự chỉnh chu nhất từ trước tới giờ mà Adam đã từng làm cho sản phẩm của chính mình. Và mong là mọi người sẽ xem cũng như ủng hộ cho bộ phim dài 6 tập với cốt truyện nó rất là lằng xằng, rất là rối ren, vừa có vui vừa có buồn, vừa có rất là nhiều những yếu tố mà nói chung là nó đa màu sắc lắm, em không có giải thích được. Mọi người coi mọi người mới thấy được nó hay. Chia sẻ một chút về kỷ niệm với cả người yêu Minh Thảo đi nào. Kệ nó kệ. Minh Thảo. Rồi đây. Đây, bồ đây, của Adam Lâm. Mọi người ơi, bán shop online. Mọi người ơi, đây là người mém yêu của Adam trong bộ phim. Đây người có clip Minh Thảo, người có clip được tặng bánh sinh nhật đây. Đó bữa đó clip tặng bánh sinh nhật. Nhớ không? Biết một vi biết. Hôm bữa là rơi lệ đó mọi người. Mọi người nhắc lại. Hôm nay hạnh phúc không? Hạnh phúc là rơi lệ nữa. Nay thực sự là được mấy chục cây số gần cả trăm cây số để từ người chạy để tham dự buổi ra mắt phim của Nadal. Và Nadal có sự rất là tự tế. Chưa đâu, đợi xíu nữa, đợi phải lấy nước suối ra, em đợi xíu đi. Có nước suối hơi khác lên, nãy giờ hơi khác đó. Đợi xíu đi, chụp hình xong rồi uống.
để chụp hình đi. Mọi người ơi, đây là Minh Thảo nha mọi người. Mọi người có thể follow Facebook của Minh Thảo. Và thực sự nếu mà muốn focus vô kỷ niệm á, em nghĩ là để cho họp báo xong á, tụi em sẽ nói nhiều hơn á. Thôi bây giờ nói luôn đi, vì cái này chiếu sau họp báo mà. Ôi, họp báo sao? Cái gì là lộn kỷ niệm gì kìa. À, kỷ niệm là có hôn nhau nha mọi người. Có hôn nhau nha mọi người. Thì nếu mà tái hiện lại không? À, không tái hiện được. Cái đó là mình kiểu mà môi chạm môi, mình kiểu như mình tinh tế á mọi người. Đúng rồi, nó không có ngườm ngườm đâu mọi người ơi. Chứ thật sự là anh Adam cũng không mang ô mà, chứ không phải một mình em đâu. Adam là được mang ô hôn rất nhiều. Hôn mà kiểu như bị dư luôn á. Đúng rồi. Dư tiền thói luôn á. Nhưng mà Minh Thảo chỉ được một cái thôi. Mọi người hãy xem phim để xem coi là nó nằm ở đâu cho tất cả các tập. Nhưng mà hỏi này, vậy ông xã của Adam đã coi cái nụ hôn đấy chưa? Và không biết nữa, đang ngồi nghe không? Có chưa nghe biết, chưa biết, ông phải coi tới lúc đó ông mới biết được. Từ tới lúc đó ông biết. Hôm nay có thể không? Có thể không? Hả? Hôm nay có thể không? Hôm nay không có dám đưa lên. Sợ ghen á, sợ đánh ghen tại đây luôn. Ờ, hôm nay đưa ông lên đây rấu nhùi lắm, không được đâu. Vậy là chúng ta sẽ hẹn có một buổi sẽ tới nhà của Adam để quay đường cái gì đấy. Và nó báo trước đêm sẽ đốt cái phòng lại nha. Rất gần nhau. Ok, cảm ơn cái một VIP. À, cho anh chụp hình ngay đưa với cái này. Để làm cái thumbnail. Ok. Ok. Rồi, cảm ơn anh nhiều. 2, 3. Ok, chị Thanh Lê. Rồi. Kìa mấy cái chạy lại coi không nói ai biết. 2, 3. Rồi, thank you. Gọi lại coi phim nha. Trời ơi, thánh nữ á dài kìa. Sao nó bị gì không? Đứng qua đây, đứng qua đây. Đây, đây. Đây. Xúc đất. 2, 3. Hello. Trời ơi. Vô chơi xong rồi. Vô em. Rồi để cho nó chụp trước đi, để cho nó vô luôn. Để máy nó luôn. Đúng luôn 3 người phải không? Dạ. Ở đâu rồi? Rồi thấy rồi. 8. Ok, chồng anh không chụp hình khác liền. Em đây. Hôm nay làm đàn ông mọi người ơi. Trời ơi, là đàn ta biết. Chị có vậy đi nói chứ. Rồi, chụp luôn đàn rồi. Đàn ông lên kìa má. Rồi vô, xếp vào đây thêm lẹp quá. 2, 3. Rồi, ok, cảm ơn cô. Rồi, hơn vô nhanh hơn. 15 phút là anh giải quyết xong á. À đa, muốn gì nữa? À đa, em nhẹ mới luôn cho đó. Nhập đi, nhập đi. Cũng là 4 rồi. Đứng với nó là tao đã mang 15cm rồi đó. Đáng đi. Ok bạn. Quay kìa, máy rồi. 2, 3. Xin chào. Okay, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
Không tốt lắm. Có không? Bảo tới không ta? Đó. Vậy hả? Ghê vậy. Dạ. Ok, 1 2 3. 2 3. 2 3. 2 3. Ok. Rồi. Tập hợp ekip coi chung. Ekip ai đang làm đâu? Tập riêng ghê, ai tập riêng vậy? Ghê vậy. Gì ghê vậy? Không phải. Ờ, chị Thơm lễ lâu quá à. Em lên em ơi. Nó mèo xù rồi. Cười qua hậu lên em. Qua hậu là mấy người vậy nè.